sau 5 tập phát sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai liên tục dẫn đầu lượng người xem trên sóng VTV3, đồng thời tạo ra một cơn sốt trên các nền tảng số. Sức hút từ 33 anh tài qua những màn trình diễn âm nhạc hoành tráng, ấn tượng cùng những câu chuyện về một thời tuổi trẻ đã chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Ở tình bạn có, ở tình bạn có, tình bạn có cái trong cơn hèn là kéo vô ôm lấy bông mà đền bờ, ôm lấy bông mà đền bờ. Sự ủng hộ quan tâm của khán giả luôn là động lực lớn để các anh tài không ngừng nỗ lực và tỏa sáng. Trước buổi ghi hình đêm công diễn 3, không khí tập luyện trên sân khấu là sự pha trộn giữa căng thẳng, hồi hộp và tinh thần quyết tâm. Ở công diễn 3 này thì nhóm của Nhất với hai bài perform và vocal thì cũng đã phân ra mỗi tiết mục là 5 thành viên rồi. Cho nên là mỗi thành viên là có một cái nhiệm vụ. Đặc biệt là ở tiết mục perform thì mọi người phải tập luyện rất là nhiều. Vì ở trong công diễn 3 này thì nhóm của Nhất muốn gửi đến cho mọi người một cái sự mạnh mẽ cũng như là thể hiện những người đàn ông thực sự trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đưa được cái chủ đề vào ca khúc, mình phải theo sát cái chủ đề mà chương trình đề ra. Nó là cái điều khó khăn đối với nhà trẻ. Bởi vì khi nhà trẻ nhận được là những cái ca khúc về tình yêu đôi lứa, cho nên là làm sao để mình có thể mình đưa được những cái chủ đề của chương trình vào, đây là một điều rất là khó. Trong quá trình sản xuất, ekip luôn hướng tới yếu tố chuyên môn cao thông qua những bản phối độc đáo, vừa mang tính hoài niệm, vừa tạo sự mới mẻ cho khán giả. Với chủ đề Tấm Khiên của đêm công diễn 3, một thử thách mới đầy sáng tạo và khó khăn dành cho các anh tài, đó là thực hiện tiết mục biểu diễn trên sân khấu được thiết kế đơn giản, không hoành tráng như đêm công diễn trước. Với công diễn thứ 3 lần này thì chủ đề của công diễn là Tấm Khiên. Và cái chủ đề này thật sự nó cũng rất là khó. Cho nên là những thành viên trong nhà trẻ cũng gặp nhau rồi bàn chiến lược cho cái công diễn lần này cũng rất là nhiều. Và bên cạnh đó cũng đi tập, cũng nói chung là mệt. Có những hôm là tập đến 2-3 giờ sáng mới được về nhà. Rồi còn phải đi thu âm để cho mọi người có thể nhớ được lời những cái ca khúc. Cái gì nó tinh giản thì Luật rất là thích. Và khi mà vừa lấy bài hát thì Luật mới bắt đầu nhìn cái lời bài hát. Sau đó Luật mới ra cái idea ý tưởng cho mọi người. Và mọi người cũng rất là hào hứng với cái việc đó. Khó khăn của bản thân mình là mình phải đi tập hát. Tập rất là kỹ cho cái phần đó. Vì cái bài hát này không phải dễ, bài hát này là bài hát khó. Tất cả các thành viên trong nhà của Nhất là phải có nhiều cái ý tưởng làm sao để cái sân khấu mà lúc mà mỗi thành viên mình chạy trên sân khấu cũng như là mình trình diễn á, là nó tạo ra một cái sức hút cho tất cả khán giả xem bên dưới. Một cái sân khấu tinh giản mà đòi hỏi một cái tiết mục thật là cuốn hút thì nó cũng là một cái thử thách đối với team của Nhất cũng như tất cả các team khác. Sau mỗi một cái lần công diễn thì dần dần thì tụi Pháp cũng đã quen với là cái nhịp điệu của nó. Tất nhiên thì công diễn sau nó sẽ có nhiều cái điều áp lực hơn và khó khăn hơn, thử thách hơn cho những người chơi. Cái sức hút của chương trình dành cho riêng bản thân những người tham gia như là tụi Pháp, nó làm cho mình cảm thấy là mình phải vượt qua cái áp lực này, cái thử thách này. 33 anh tài với 33 màu sắc riêng luôn mang đến những màn trình diễn bứt phá và khác biệt. Điều này khiến mỗi đêm diễn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai luôn mới mẻ, cuốn hút, có sức lan tỏa mạnh mẽ và truyền cảm hứng. Mỗi nhà hay mỗi liên minh đều có những cái màu sắc riêng. Đối với nhà trẻ cũng vậy, khi bước lên trên sân khấu, nhà trẻ không còn nghĩ đến việc mà thắng thua nữa, mà là làm sao sống đúng với cái cảm xúc của mình ngay cái thời điểm đó, đem hết những cái gì mình có được để cống hiến đến một cái màn trình diễn cho khán giả. Mong rằng khán giả sẽ đón xem nhà mất gần của Nhất sẽ thể hiện như thế nào ở trong phần công diễn tiếp theo. Và mọi người hãy chờ đợi một màn trình diễn bùng nổ của nhà mất gần. Quý vị đón xem chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phát sóng lúc 20 giờ thứ 7 trên kênh VTV3. Mong rằng trong thời gian sắp tới, sự nỗ lực của tất cả các anh tài trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ khiến cho mọi người cảm thấy yêu thích gia tộc,
yêu thích 33 anh tài nhiều hơn. Chúc cho mọi người có những phút giây thật thoải mái bên cạnh người thân và gia đình khi xem Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Những khán giả của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hãy tiếp tục ủng hộ và yêu thương chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Chúng tôi yêu bạn.